lão hóa hay già đi không có nghĩa là bạn bắt buộc phải đối mặt với một loạt các suy yếu và bệnh tật. Chúng ta vẫn có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn qua tập luyện thể dục thể thao và giao tiếp với bạn bè. Hơn bao giờ hết, tuổi già là thời điểm cần được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn để sống khỏe, sống vui. 6 năm qua, khoảng sân này đã chứng kiến không biết bao nhiêu niềm vui của bà Lại khi được cùng những người bạn vui hát, trò chuyện. Đối với người phụ nữ này, cuộc sống tuổi già chẳng có gì là đáng sợ như bà đã từng nghĩ. Trước mà chưa đi tập dưỡng sinh, cô cũng rụt rè lắm. Nhưng mà từ khi cô đi tập dưỡng sinh thì cô cũng mạnh dạn lắm. Cũng nhảy, cũng múa, cũng hát giống như người ta vậy đó. Ra sân dưỡng sinh mục đích là vui, là khỏe ha. Thứ hai nó gặp bạn bè. Trong ngày hôm đó là mình thấy bạn bè mình thiếu ai thì mình hỏi, ủa hôm nay sao người đó không đi, có lý do gì không, nếu mà có bệnh hoạn thì chị em hú nhau đi thăm. Tuổi già ập đến cũng là lúc con cái trưởng thành và bận rộn với công việc mưu sinh, phần lớn lại lui về cuộc sống với nhà cửa bếp núc. Vì thế những buổi sáng như thế này rất đáng quý, không chỉ giúp thư giãn mà còn mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe. Mấy cô tập gì nè, chứ thường thường là thuốc men bình thường là coi như là không có xài. Kể cả tránh được những cái bệnh mà huyết áp, được là hít thở không khí trong lành, rồi tinh thần nó thoải mái. Tuổi lớn, cơ thể không còn linh hoạt như trước, đây cũng là lúc đề kháng giảm sút. Vì thế lời khuyên của bác sĩ dành cho người lớn tuổi là chú trọng đến việc ăn uống và thể dục thể thao giữ sức. Hạn chế ăn những cái mỡ động vật, mà chúng ta cần tăng cường ăn mỡ thực vật và chúng ta tăng cường ăn thêm rau này kia để có thể hạn chế được cái chuyện mỡ máu. Rồi về huyết áp cũng vậy, huyết áp thì chúng ta phải hạn chế ăn đồ mặn, chúng ta phải ăn lạc lại để làm sao giải quyết được cho cái tim nó tốt. Ngoài ra để chủ động phòng chống bệnh tật, người lớn tuổi cần khám sức khỏe 6 tháng một lần nhằm phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.